NOC là một khách hàng quan trọng đối với lại PTSC, MNC. Ở dự án Galap Battery thì PTSC tự thực hiện là nhà thầu chính, thực hiện công tác EPCI lắp đặt ngoài biển cho hai cái dàn đầu giếng có cái khối lượng rất là lớn và thực hiện công tác đấu nối ở ngoài biển. Đồng thời nữa là thực hiện cái công tác bảo dưỡng cũng như là preservation hai cái dàn này sau khi được lắp đặt ngoài biển. Mục tiêu của PTSC thì cũng rất là rõ ràng ngay từ lúc ban đầu. Thứ nhất là tiếp tục thực hiện và theo đuổi cái thị trường phát triển ra nước ngoài các dịch mảng dịch vụ EPC tại Trung Đông. Và đồng thời nữa là chưa bao giờ chúng tôi thực hiện một cái dự án nào bị trễ tiến độ. PTSC, MNC đã phải đối mặt với cái khó khăn đó là lockdown trong thời kỳ Covid thì nó rất là phức tạp. Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp phải tình trạng Covid và cũng như là tình trạng là tranh chấp địa chính trị trên thế giới, đặc biệt là trong giai đoạn thiết kế và mua sắm. Chủ đất gãy cung ứng toàn cầu như thế này sẽ gây ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng của ban dự án rất là nhiều. Thời gian thi công thì vô cùng là ngắn, nó chỉ có 22 tháng thôi, chưa đến 2 năm. Thì việc thực hiện dự án trong cái thời gian ngắn như thế đó là một cái thử thách rất là lớn. Họ yêu cầu rất là khắt khe về mặt thiết kế và mua sắm. Thì cái sự hợp tác và lắng nghe của BV đã giúp đỡ PT rất nhiều trong cái việc đáp ứng được tiến độ dự án. Vì vậy thì cũng nhờ có sự có mặt của BV, không những là những cái gói thầu mua sắm trong nước cũng như các số quốc tế có DV Global tham gia để đảm bảo được chất lượng tiến độ cũng như là yêu cầu khắt khe của chủ đầu tư đưa ra. PTSC MC và BV đã có cái sự hợp tác trong công việc từ rất lâu, khoảng hơn 10 năm rồi. BV đang cung cấp các dịch vụ certification cũng như là third party inspection cho PTSC MC cho các dự án EPCIC. Đối với phạm vi công việc inspection, hàng tháng BV sẽ submit báo cáo tháng cho chúng tôi. BV có highlight lên những cái điểm nào mà cần tập trung cũng như là cần phải chú ý đối với ban dự án thì chúng tôi sẽ có những cái biện pháp xử lý kịp thời để đáp ứng cái tiến độ cũng như chất lượng của dự án. Tại vì mình lắp cái dàn này ở bên nước ngoài thì cái yêu cầu của môi trường rất là cao. Vì vậy là để mà cái dự án có thể là cho phép vào vận hành thì họ là yêu cầu là mình phải tính toán ra cái lượng khí thải bao nhiêu. Cái việc này BV cũng đang triển khai và cũng đã có những cái kết quả gửi về bên mình rồi. Cái kết quả nó rất là tốt cho tới thời điểm hiện tại. Thì PVN mà có cái giá cả cạnh tranh cũng như là cái tính chuyên nghiệp nó được phải đặt lên hàng đầu. Cố gắng cũng như là phối hợp tốt trong quá trình thực hiện công việc. Những cái nghiên cứu của bên BV ra đấy là rất là chuyên sâu và rất là bao quát, đồng thời là cái độ chính xác nó cao thì nó rất là kịp thời để cho bên mình có thể là tổng hợp được đầu bài phục vụ những cái phase sau về mua sắm cũng như là chế tạo. Và với cái điều kiện mà các bạn đã hiểu về văn hóa làm việc cũng như phối hợp tốt thì BV là một trong những đơn vị mà có nhiều tiềm năng nhất. PTSC MC rất hài lòng với sự phối hợp cũng như là hỗ trợ của BV trong suốt quá trình thực hiện dự án.